Dạ vâng ạ, hello em Hoàng xin kính chào tới toàn thể các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc yêu hàng Nhật Bãi của cửa hàng Hoàng Hương. Dạ vâng, ngày hôm nay thì cửa hàng bên em xin trân trọng giới thiệu ra mắt cho toàn thể các bác trên mọi miền Tổ quốc một dòng máy National thương hiệu đến từ Nhật Bản. Và dòng máy này là dòng máy rửa bát, rửa chén, rửa ly cốc đũa, thì rất là phù hợp cho những các bác khách mà cần sử dụng đến máy thay thế là sức lao động của con người, thì các bác sử dụng cái dòng máy rửa chén National này. Và đặc biệt thì dòng máy National này thì nó sẽ có những cái model rất là đời rất là cao như NP BME4 và BME2, BME1. Thì dòng máy dòng BME4 và E2 1 này như là dòng máy giữ chiếm diện tích rất là ít, và đặc biệt thì nó giữ rất là nhiều bát như 12 cái chén bát và ly cốc, và đặc biệt thì nó sẽ giữ cho các bác là những nồi nhỏ ở phần trong. Thì em sẽ đi về cái ngoại thất và chi tiết và cách sử dụng của con máy này để cho các bác được hiểu sâu hơn. Và đặc biệt thì những bác nào mà cần muốn sử dụng thì các bác liên hệ theo số điện thoại của em Hoàng 0909 999 083. Và những bác nào mà chưa đăng ký kênh YouTube hàng Nhật Bãi Hoàng Hương thì em cũng trân trọng mời tất cả các bác đăng ký hộ em một nút đăng ký kênh để em có những cái video mới em lên sóng, các bác sẽ là người đầu tiên để các bác tiếp cận vào cái sản phẩm của bên em. Thì về cái dòng máy National này thì nó sẽ có những cái phần chi tiết để cho các bác được biết đến, như dòng máy này nó phay của nó là phay màu trắng, phần trước của nó sẽ có một lớp kính chịu lực chịu nhiệt, và các bác sẽ quan sát được phần trong khi mà các bác trong quá trình vận hành và sử dụng của máy. Thì với cái model E4 và E2 E1 này thì nó sẽ có những tính năng như thế này. Trước tiên là các bác sẽ sử dụng phím của nó là phím mềm và phím khởi động và phím tắt. Và đặc biệt thì dòng máy này nó sẽ có những cho các bác là những chế độ như chế độ giữa chế độ sấy thời gian, và các bác đặt thời gian sấy ở trên phần trên của máy. Và phần phía trong của máy thì nó sẽ có cho các bác là các cái khay để cho bác bỏ bát, ly, cốc, chén và đũa. Như đây là 12 bát thì các bác đặt cho em là 12 chiếc bát vào trong cả những cái khay này, nó để cái dán inox như thế này. Phần trên này là phần để cho bác để đũa và thìa, hoặc là các bác bỏ những cái vận dụng như ở phần trên. Còn phần bên phải đây thì các bác bỏ cho em là bỏ đĩa này, dĩa ăn này, hoặc là những cái vân vân. Và phần tầng 2 trên của máy thì nó sẽ có cho các bác là để ly, để cốc hoặc là để chén ở trên phần trên này. Đấy, phần cốc phần trên này nó sẽ phần cho các bác là với 3 tầng trên dưới, và ở phía dưới thì nó sẽ có cho các bác là những cái cánh quạt làm phun nước. Ở chế độ phun của nó là chế độ phun 360, và nó sẽ có các cái đường phun nước lên để cho cái bát của bác sạch. Và như đặc biệt như máy này thì nó sẽ có cho bác là ở 2 cánh quạt dưới và một phần trên, cánh quạt trên còn quạt phun nước. Thì rất là nhiều các bác khách cũng rất là trầm trồ và tò mò về cái dòng máy rửa chén, nó không có gì là cái dĩa lau, nhưng mà thật sự là nó sẽ giữ bằng nước và nước nóng, mà nước ấm thì nó giữ rất là sạch. Và nó sẽ hâm khô, khi trong quá trình mà nó rửa xong ấy, nó sẽ hâm khô cho các bác và sấy khô và hút ẩm khô luôn là các bác của bác được khô trong quá trình các bác ăn, các bác sử dụng. Thì phần dưới của những cái máy này thì nó sẽ có cho các bác là những cái như đây là cái lưới này là lưới bằng inox. Trong quá trình mà các bác rửa bát mà nó có những cái vật dụng bẩn thì nó sẽ đọng lại đây để cho các bác vệ sinh, và đây là những nơi để các bác đã đặt những cái vị dầu để các bác rửa. Và đây phần dưới đây về cái phần thanh nhiệt này thì nó sẽ có tác dụng là khi mà rửa xong thì nó sẽ tự làm nóng nước và tự hút khô của cái sản phẩm như bát để cho chén của các bác. Với cái dòng máy Nhật này thì các bác có thể sử dụng như đũa bằng tre, đũa bằng nhựa hoặc là đũa bằng sắt, rất là ok, bằng inox vân vân. Và đây là những khay này là khay để cho các bác lôi ra này, các bác đặt vệ sinh hoặc là các bác chùi rửa thì rất là ok, rất là tiện. Các bác cứ trực tiếp lôi hẳn ra phía bên ngoài. Đấy, rất là ok. Phần trong thì nó sẽ có những cái đường inox rất là xịn sò, bao không rỉ, rất là ok. Và đây các bác thấy những cái chi tiết phần trên là sẽ có những đường dẫn nước này, đấy, các đường dẫn nước này. Đấy, và các cái đường phun nước ở trên các cái quạt 360. Đấy. Với cái máy này thì gioăng của nó cũng rất là kín, các bác giữ thì không bị trào, không bị rò rỉ nước ra phần ngoài này đâu, rất là ok. Và mặt trước của nó cũng rất là đẹp, rất là đẹp. Hàng thì bên em sẽ là bao cho các bác là bao đẹp này, bao về chất lượng luôn luôn là hàng đầu của các hàng bên em. Và đây như về cái chi tiết về các thông số của máy thì em cũng sẽ cho các bác xem. Ở đây là cái chế độ, là chế độ cho các bác là chế độ giữa này, chế độ khởi động, chế độ tắt này. Và đây là chế độ cho các bác là chế độ chuyển đổi, chế độ giữa. Như ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 7 chế độ, 7 chế độ giữa nha các bác nhé. 7 chế độ giữa thì có các cách thức như là chế độ giữ thường này, chế độ giữ dầu mỡ này, và chế độ giữ vừa phải này, và chế độ làm ráo này, chế độ chạy qua, là chế độ chạy qua nước, và chế độ giữ khô và hút ẩm luôn đấy. Và phần bên đây thì nó là có trên thời gian như các bác giữ và sấy ở chế độ là 30 giây, 30 phút và 45 phút hoặc là 60 phút thì tùy thuộc vào các bác đặt thời gian. Phín này là những là phín hút làm khô ráo máy. Và chế độ đây là chế độ âm lượng, thì mình không cần thiết vì cái máy này nó sẽ có những 2 tiếng tít tít hoặc là tút tút thì nó có cái chế độ âm lượng của máy. Còn đây là thời gian, hẹn giờ giữa. Đấy, các bác mà đặt thời gian giữa thì bao lâu thì các bác cứ đặt ở chế độ thời gian đây, với độ thời gian của các máy đây. Thì cái dòng máy này thì hầu như là bên em cũng vệ sinh rất là sạch sẽ và cẩn thận, rồi cũng là test và kiểm tra hàng rất là cẩn thận. Và đặc biệt thì như dòng máy National này như thế này thì bên em sẽ là bán cho các bác ở trên toàn quốc với giá là 3 triệu đồng một con máy, và hỗ trợ bao ship cho các bác ở trên toàn quốc. Với giá 3 triệu đồng thì các bác đã mua được một con máy xịn sò và chất lượng, và bao cho các bác là bao bảo hành cho các bác sử dụng. Và máy thì máy đẹp, và ngoại thất bên trong, nội thất bên trong và ngoại thất bên ngoài cũng cực kỳ là ok, không có chảy xước, cũng không bóp méo. Và bên em thì hỗ trợ cho các bác là nếu sau này các bác sử dụng qua hết thời gian bảo hành thì bên em cũng hỗ trợ thay thế linh kiện hoặc là chỉ dẫn cho các bác cách thức sử dụng nó được bền hơn và lâu hơn. Và bảo hành cho con toàn thể các bác là với thời gian là cũng cực kỳ là lâu rồi, với những thời gian mà là 1 năm qua sử dụng. Thì với cái kênh YouTube Hàng Nhật Bãi Hoàng Hương này thì các bác mà muốn săn những mặt hàng gì thì các bác cứ đăng ký hội em một đứa, đăng ký kênh để những cái video em tích lên các bác sẽ là người được thông báo đầu tiên để các bác lựa chọn những sản phẩm tốt nhất của cửa hàng bên em. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Và em còn xin nhắc lại giá cho các bác luôn, giá là 3 triệu đồng, giá là bao gồm phí ship, phí vận chuyển. Để các bác nào quan tâm thì liên hệ theo số điện thoại của em là 0909 999083. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Xin chào toàn thể các bác.